Rồi bây giờ mình chuẩn bị đi, đang đi trên đường đèo Ren nha các bạn. Qua đèo Ren được mở rộng đẹp quá. Đó, người ta làm rất là công phu bài bản ha, được mở rộng thành 4 làn đường nè. Cái bề rộng mặt đường cũng được nâng cao lên ha. Bề rộng được làm rộng ha để các xe di chuyển được thuận tiện hơn, được an toàn hơn ha. Thì hiện tại ngoài ngoài đèo Ren thì sẽ có những cái tiếng đèo khác vào thành phố Đà Lạt, nhưng mà theo mình thấy là cái đèo Ren là cái đèo mà đẹp nhất luôn. Thì đèo được đóng cửa vào năm ngoái ha, năm 22 á, đầu năm 2022 á, thì đèo được đóng cửa để mà đi vào cái công tác sửa chữa ha. Thì đèo được sửa chữa hoàn tất cũng như là thông toàn tuyến vào tháng 1 năm 24. Đó. Thì khi mà đi vào đèo thì các bạn nhớ chú ý là tốc độ và không được vượt cái nét liền này nha. Nghe nói là có rất nhiều camera bắn ha. Hồi xưa mỗi lần mình đi Đà Lạt, mình đi Đà Lạt á, mà mình khi mỗi khi mà đi ngang qua đèo Ren á, mình cảm thấy rất là vui, rất là háo hức luôn, rất là đẹp ha. Đó, đi lên đèo Ren là mình đã thấy được thành phố Đà Lạt rồi đó, tại vì hai bên là rừng thông ha. Đó, rừng thông rất là đẹp. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình di chuyển. Cái bản đồ Việt Map của mình cũ các bạn, mình chưa có update lại cho nên nó chưa có update được cái đường đèo Ren này ha. Nó vẫn hiểu là đèo Ren cũ cho nên cảnh báo rất là nhiều biển ha. Đó. Đèo Ren mình đang đi xuống đèo ha. Đi lên đèo là đi lên thành phố Đà Lạt, còn xuống là mình đi ra xuống đồng bằng. Rồi mình đi thẳng 21 km nữa là mình sẽ tới được là cao tốc Liên Khương ha. Hiện tại đèo nào cũng nó cũng bố trí những cái đường đường tránh nạn này các bạn. Thì các bạn chú ý là đừng có vô đó mà đứng chơi chụp hình rồi đừng giải trí đó nha. Cái đường đó là đường tránh nạn, có nghĩa là những cái xe nào mà mất khả năng lái hoặc là mất phanh nữa, người ta sẽ chui vô đó đó, rất là nguy hiểm. Mình thấy có rất là nhiều người thấy chỗ đó trống trải vắng vẻ cái rồi vô đứng đó chụp hình giải trí rồi, nhưng mà rất là nguy hiểm, mà lỡ có sự cố xảy ra là xe người ta sẽ ủi lên đó đó nha các bạn. Rồi tiếp tục ha. Đèo Ren rất là đẹp ha, đi qua những khúc cua uốn lượn rồi lên xuống rất là đẹp, rất là lãng mạn luôn, lãng mạn như thành phố Đà Lạt. Ở trước mặt các bạn là một rừng luôn kìa, một rừng rừng cây ha. Mỗi lần mà mình đi Đà Lạt xong mình về mình cảm thấy rất là luyến tiếc ha, nhưng mà vì công việc cũng như là tiếp tục học hành công việc công tác thì bắt buộc mình phải về thôi, chứ ai lên Đà Lạt cũng thích hết, thích nhất là cái không khí lành lạnh á, mặc dù lạnh buốt nhưng mà người ta rất là thích ha, không khí trong lành mát mẻ nhiều cây. Thành phố Đà Lạt được bao bọc bởi rừng cây mà, thành phố trên núi mà.
hiện tại đang có ba anh đằng trước, mình sẽ bám đuôi ba anh đi ha. Và tất nhiên là phải giữ khoảng cách an toàn. Thế mình thấy đi ở đâu cũng vậy, đi đèo nè, đi cao tốc cũng vậy, khoảng cách an toàn rất là quan trọng luôn. Mình giữ khoảng cách đủ an toàn thì mình có thể là xử lý kịp các tình huống nha các bạn. Tại vì khi mà xe lao với tốc độ cao á, thì để mà thắng lại nó cần có một cái quãng đường nhất định ha, chứ không phải là thắng liền được đâu. Rồi đi vào những khúc cua thì mình nhớ đi không có đè lên vạch ha. Rồi trước mặt các bạn là một cái thung lũng đè rừng, một cái thung lũng rừng thông rất là đẹp ha, sương mù nè, và wow, đẹp quá đẹp luôn, quá đẹp luôn các bạn ơi. Khi mà đi qua những cái khúc cua này các bạn nhớ chú ý là đi đúng làn đường của mình nha, không có được vượt qua làn đường của người ta đâu. Vậy mà có nhiều ông xe khách, nhất là mấy cái xe khách mà chạy tuyến dài á, tuyến cố định á, mấy ông đó hay lắm, qua mấy cái khúc cua mà khuất gì mà mấy ông cũng vượt được, tôi thấy tôi cũng lạy luôn á. Rồi tiếp tục mình di chuyển khúc đèo Ren rất là đẹp. Mình thấy có nhiều anh Sài Gòn biển số 51 đang đi lên trên Đà Lạt nè. Thì hôm nay nhà mình xuất phát về lại thành phố Hồ Chí Minh vào thứ sáu nha các bạn. Vào thứ sáu mình đi giữa tuần thì nói chung là cũng ổn á, đi nó đỡ đông hơn ha. Thì tầm giờ này thì các anh ở dưới miền Sài Gòn mình lên Đà Lạt rất là nhiều ha. Hiện tại đèo Ren này 4 làn đường ha, phân chia làn đường ô tô và xe máy rất là an toàn luôn. Chứ đường cũ là ô tô với xe máy đi chung rất là nguy hiểm ha, nhất là đi vào những khúc cua á.